Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một topic tư vấn tiếp theo, và như tiêu đề thì đây là tứ trụ mới nổi trong phân khúc tầm trung và đang khuấy đảo cộng đồng nha. Đây là những con máy tầm trung mới ra mắt năm 2024 và tất nhiên là những dòng máy nội địa rồi, đến từ những thương hiệu lớn, trang bị thông số cấu hình và những cái tính năng mới của năm 2024 cực kỳ là ngon lành, và anh em có thể là cân nhắc nha, một trong bốn con này để mà mua trong phân khúc tầm trung thì quá ngon luôn, không có điểm gì để mà phải băn khoăn. Con máy đầu tiên trong danh sách này đó chính là con máy mình đang cầm trên tay ở đây, đó chính là Realme GT Neo 6 SE, và con này nó bán trong phân khúc tầm 6 đến 7 triệu đồng một cái phân khúc, cực kỳ là dễ chịu, và đây cũng là một trong những cái con máy mà được đánh giá cao nha. Và con này nó là cái dòng mới, là phiên bản nâng cấp của GT Neo 5 SE, và nó tích hợp rất nhiều những cái tính năng mới, và một trong số đó là cái màn hình cong, và con này được trang bị màn hình cong LTPO ha, công nghệ màn hình có thể thay đổi được tần số quét linh hoạt với 120Hz tần số quét, trang bị công nghệ vân tay nhúng ha, và con này thì nó vừa đảm bảo là một cái màn hình cong cao cấp, chất lượng tấm nền tốt, và cái công nghệ thì như kiểu trên những cái con flagship, kích thước là 6.7 inch. Màn hình này thì mang lại cái vẻ đẹp rất là tràn viền và sexy khi mà nhìn ở phía mặt trước của con GT Neo 6 SE, và màn hình thì nó chưa phải là cái điểm mà nâng cấp gọi là ngon nhất trên con này đâu. Và con này thì nó nâng cấp về thông số cấu hình cũng cực kỳ là ổn áp. Máy trang bị chip Qualcomm Snapdragon 7 lớp Gen 3 ha, thay vì là con 7 lớp Gen 2 như trên con Neo 5 SE. Đi kèm với đó là chúng ta có những cái phiên bản là tiêu chuẩn là 8 và 256, 12 và 256, và tất nhiên là cũng có những cái phiên bản cao hơn. Và hiệu năng của cái con 7 lớp Gen 3 nó cho hơn 1,4 triệu điểm AnTuTu Benchmark ha. Như mình chấm ở đây này, phải nói là cực kỳ là uy tín luôn. Con này nó chạy rất là nhanh mượt, và đặc biệt là chiến game ha, cực kỳ là sướng, mát mẻ, mượt mà, phà phà, mắc setting với tất cả những cái thể loại game. Với GPU Adreno của Qualcomm thì khỏi phải bàn rồi, cái tính tương thích với game thì là cực kỳ tốt nha. Và con này còn đi kèm với là những cái thông số bao gồm là camera 50 megapixel AI có chống rung quang học OIS cho khả năng chụp ảnh quay phim ok, để chúng ta có phần mềm cũng rất là ngon luôn, có sẵn tiếng Việt ha, anh em sẽ không cần phải unlock hay là cài ROM gì hết ha. Và máy đang chạy trên Android 14 và Realme UI là 5.0 mới nhất rồi. Cũng như là về pin sạc thì cứ phải gọi là chấm hết nước, 5500mAh và sạc nhanh SuperVOOC 100W tốc độ bàn thờ. Phải nói con này là xứng đáng là một trong tứ trụ phân khúc tầm trung hot nhất hiện nay nha. Con máy số 2 không ai khác mà chính là OnePlus A3V, và con này là xứng đáng là một trong tứ trụ rồi, bởi vì cái độ hot con này khỏi phải bàn luôn, luôn cháy hàng. Và con này thì bán trong phân khúc cũng từ 6 đến 7 tùy nơi bán và tùy hình thức đồ các kiểu ha các bạn ha. Và con này thì cái bản tiêu chuẩn thì đã có 12 RAM và 256, nó không có bản là 8256 ha. Và con này thì được đánh giá cao bởi rất nhiều những cái yếu tố, và một trong số đó là về camera. Năm nay thì cái con này có chất lượng camera nó ngon hơn hẳn so với con A3V hồi năm ngoái, và chụp ảnh thì phải nói là rất nét luôn. Con này chụp ảnh rất là ok nha, các bạn có thể xem cái video review của mình, cũng như là thiết kế đẹp. Chúng ta có mặt lưng kính cường lực ha, làm nhám rất là cao cấp này, đi kèm với màn hình AMOLED 1.5K với 120Hz tần số quét viền mỏng đều, trang bị cái tiêu chuẩn là kháng nước IP65 tiêu chuẩn cao. Chúng ta còn có là cấu hình chip Snapdragon 7 lớp Gen 3 vẫn rất là mạnh mẽ, với hơn 1,4 triệu điểm AnTuTu Benchmark, có loa kép, rồi là có pin 5500mAh và sạc nhanh là 100W tốc độ bàn thờ. Và con này thì cày game thì cực kỳ là phê luôn ha, cái game ngon lành cành đào luôn, sướng, mát mẻ, lướt nhẹ như bay. Và phần mềm con này thì cũng được cài sẵn ColorOS 14, Android 14 mới nhất rồi, cái tính ổn định thì cũng yên tâm so với lại là Xiaomi nhá. Và con này thì cũng có sẵn tiếng Việt, các bạn cũng không cần phải unlock OPROM gì hết luôn. Rồi con máy thứ ba ở trong danh sách này đó chính là Redmi Turbo 3. Con này cũng rất là ok nha, được đánh giá cao. Và quan trọng là mức giá con này cực kỳ tốt luôn. Bây giờ các bạn mua thì nó cũng chưa đến 6 củ đâu, các bạn có thể là mua được rồi. Và với cái bản tiêu chuẩn thì máy đã có 12 RAM và 256. Turbo 3 là cái phiên bản nâng cấp của Redmi Note 12 Turbo, cũng đã rất đình đám vào hồi năm ngoái rồi. Và con này thì nó sẽ nâng cấp đầu tiên là về cấu hình, nó trang bị chip Snapdragon 8S Gen 3 ha. Và con này cho
1,4 triệu điểm AnTuTu Benchmark, nó mạnh hơn so với 7 lớp Gen 2 ở trên Note 12 Turbo hồi năm ngoái. Mang lại khả năng xử lý trơn tru mượt mà và chiến game thì cứ phải gọi là phà luôn, bắt setting tất cả những cái thể loại game mobile hiện nay ha. Và cấu hình này các bạn có thể yên tâm để mà chơi game và xài tốt trong vòng 4 năm nha, dư sức. Cũng như máy sẽ nâng cấp về mặt camera 50 megapixel, khả năng chụp tốt hơn Note 12 Turbo. Cam được đánh giá là nó hơi chống mù, và màn hình con này thì cũng được nâng cấp lên là tấm nền 1.5K AMOLED 120Hz và bảo vệ bằng kính là Corning Gorilla Victus. Và con này thì nó sẽ có loa kép Dolby Atmos, pin là 5000 mAh và nâng cấp công nghệ sạc nhanh lên là 90W thay vì 67W như trên Note 12 Turbo. Con này chỉ có một cái điểm trừ là cái mặt lưng nó làm bằng nhựa thôi, nó vẫn chưa thực sự là cao cấp như là OnePlus A3V kiểu như vậy ha. Và tiếp theo là con này dạo gần đây nó bị chặn unlock, dẫn đến việc là các bạn sẽ không thể mà up ROM quốc tế dễ dàng được và phải tốn phí. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể dùng ROM gốc Việt hóa thì khá là ngon lành ha. Nếu như bạn nào có thể xài được ROM gốc Việt hóa thì quá ngon luôn. Con này thực sự rất ok, giá mềm nhất trong tứ trụ ha, là các bạn có thể cân nhắc. Rồi, con máy cuối cùng trong tứ trụ thì mình tin là nhiều bạn sẽ đoán ra được rồi. Và đây là một con máy đến từ IQ, chính là cái con Z9 Turbo ha. Z9 Turbo thì thực ra mình thấy giá nó đang còn cao nhất trong các con còn lại, nên là mình xếp nó vị trí thứ tư. Con này thì nó cũng phải tầm 7 cho đến 8 triệu đồng, thay vì những con kia là 5,5 đến 6 hay là từ 6 đến 7 thì con này giá nó cao hơn hẳn. Vì lý do đến từ việc là hàng IQ thì nó sẽ hiếm hơn so với Xiaomi hay là Realme đó, hay là OnePlus ha. Mình cũng không hiểu lý do tại sao luôn. Và cái dòng IQ thì đang bị tăng giá. Vì nhưng mà cơ bản con này vẫn rất ngon ha, với tầm giá khi mà nó trang bị chip Snapdragon 8S Gen 3 đi kèm với bản tiêu chuẩn là 12/256. Cấu hình nó y chang như là cái con Turbo 3 đấy. Đó, và cấu hình này thì máy tối ưu cực kỳ tốt nha. Vì là cái dòng IQ là dòng gaming phone của Vivo ha, nên tập trung vào hiệu năng và gaming. Và con này chơi game rất là ngon. Cũng như là màn hình AMOLED 1.5K với 144Hz tần số quét siêu cao, có vân tay nhúng, thiết kế đẹp. Chúng ta có camera 50 chấm, chụp cũng rất đẹp luôn, chụp chân dung, chụp và ban đêm rất là ok. Đây là loa kép, pin là 6000 mAh, sạc nhanh 80W, phần mềm Origin OS 4 Android 14 mới nhất đó, có sẵn tiếng Việt đồ này kia, các bạn yên tâm xài thôi. Cũng rất là ngon. Rồi thì trên đây là topic về tứ trụ phân khúc tầm trung, những con máy mới tầm trung ra mắt trong năm 2024 mà khuấy đảo phân khúc ha. Và hầu như là các bạn hỏi thì mình nghĩ là cũng xoay quanh những cái con máy này thôi. Thì mình nghĩ đây là bốn con gọi là chiếm spotlight trong cái năm 2024 này, và từ giờ đến cuối năm thì bốn con này nó vẫn cứ tiếp tục hot nha, vì giá nó sẽ càng ngày càng giảm xuống chứ không có thể nào mà tăng lên được, chỉ trừ một số những cái trường hợp đặc biệt. Thì con này nó luôn hot, và các bạn mua máy trong tầm 7 củ đổ về thì cứ một trong bốn con này mà giá thì không có gì gọi là phải băn khoăn hay là phải hối tiếc hay là phải đắn đo hết nha. Rồi, và link của những con máy này thì mình cũng để bên dưới mô tả, các bạn quan tâm thì cứ bấm vào.